12 giờ ngày 26 tháng 9, công an Cần Thơ nhận tin báo Tuấn, 31 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long cướp một ô tô tải trong khu công nghiệp Tranh Hóc quận Bình Thủy sau đó bỏ chạy trên quốc lộ 91 khoảng 40 km. Khi đến quận Thốt Nốt nghi can vòng xe quay về hướng cũ. Tuấn lái xe với tốc độ rất nhanh khoảng 20 km về phường Châu Văn Liêm quận Ô Môn tông hai xe máy và một ô tô làm hai người bị thương nặng. Hắn sau đó chạy đến trung tâm quận Thốt Nốt rồi quay đầu chạy ngược lại. Sự việc khiến người đi đường hoảng loạn. Đến đoạn qua phường Long Hương, quận Ô Môn Tuấn tông bốn xe máy làm ba người bị thương một người tử vong hắn phóng xe về hướng quận Bình Thủy đến gần ngã ba giữa quốc lộ 91 và đường vào khu công nghiệp Trà Nốt thì tông liên tục vào 6 ô tô, ba tải ba ô tô con gãy trụ đèn mới dừng lại. Cảnh sát được huy động phong tỏa nổ nhiều phát súng khống chế Tuấn khi kẻ này cố thủ trong xe lúc 13 giờ 30 phút. Tổng quãng đường Tuấn bỏ chạy 70 đến 80 km. Sống gần hiện trường anh Nguyễn Ngọc Thông 34 tuổi cho biết trước đó thấy lực lượng dân quân tự vệ chạy rầm rập thổi coi liên hồi nói bắt tội phạm từ dốc cầu sang trắng cách nhà anh khoảng 500 m chiếc ô tô tại phố vùng một đến. Tôi liền chạy ra kêu các xe máy tấp vào lề, ngay sau đó, chiếc xe tải do tên cướp cầm lái tông liên tục mấy ô tô phía trước rồi leo lên giải phân cách tông gãy trụ đèn kéo lê khoảng 20m mới kẹt lại anh thông kể, thêm rằng đã lấy xà băng cải cửa xe tuấn đang của thụ để cảnh sát lôi hắn ra ngoài. Tổng cộng 6 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó xong đến 18 giờ một nam thanh niên đã tử vong theo xác minh ban đầu tuấn sử dụng ma túy đá trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 9.